Ưng xỉu trước em cún năng nổ ra sức phụ sen kéo xe hàng khiến ai nấy trầm trồ. Một đoạn clip hết sức đáng yêu trên Douyin đã được cô gái quay lại cho thấy bé cún đang ra sức phụ ông bà khiến ai cũng suýt xoa khen ngợi. Trong khi các bạn đồng gâu đang ngủ với ăn xúc xích thì em cún này đã biết ra đường phụ sen rồi đây. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, phụ vừa sức của mình. Cơ mà những gì đang diễn ra có lẽ đã quá sức với em. Bé cún dùng cái thân nhỏ bé của mình kéo nguyên cái xe hàng to đùng để nhanh chóng băng qua đường. Mà ta nói kéo bằng cả tính mạng luôn á. Trời ơi, bay ơi, bay. Bay ơi. Bay ơi. Ông cố ơi. Chắc em cún cứ tưởng cái xe di chuyển là công một mình nó gánh nên em kéo rất nhiệt tình, không biết mệt là gì luôn. Của ít lòng nhiều nghe sen, giúp được bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là em đã giúp hết sức. Thế mới thấy có những đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng, mới tí tuổi đầu đã biết theo chân mà phụ giúp ông bà rồi đấy. Ai xem được cũng không khỏi trầm trồ trước hành động hết sức đáng yêu này của em. Cơ mà người ta kéo muốn lòi cái trĩ luôn cả chiều đến giờ thì nhớ trả công cái xúc xích để em nó còn có sức mà phụ nữa nhé ông bà. Cảm ơn các bạn vừa xem xong video của Golden, kênh thú vị và hấp dẫn nhất trong cộng đồng yêu thú cưng Việt Nam. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi chúng mình ở video sau nha.